cấn chết rồi. Chính này, chính này. Ăn tươi đừng. Không tới. Nó làm vậy. Đã thiệt rồi. Dạ, đã thiệt luôn. Ok chưa? Ok. Làm leo trên đá luôn ha. Để đây nè. Để đây. Chân yếu chết mẹ. Rồi lấy nước đi Thi ơi. Đã xóa miếng cho sạch bát trước này. Nè, tức không nè. Má bậy má gì quá, về nhìn thấy cái sụt không luôn á, chát tới nơi. Trên này cam hay gì ta, cam bưởi gì? Có đi nậu. Dạ. Người ta làm nó không cắt đứt nè. Đúng. Nó tính ra chụp từ đây ra đẹp lắm nè. Phải ẩn. Tính ra mày làm từ đây ra mới đã nè. Nữa hai cái amen đàng hoàng nha, quay im nha. À, bỏ cái chân không ăn chân nha. Đầu để vô rồi. Vào rồi. Gặp gì? Gặp ớt nè. Không có khỏi. Không nha. Để tao quên mua chanh. Tao quên mua ba cái ấy rồi nữa trời. Cái gì? Chữ miếng còn ăn bò nữa nha. Ừ. Im không? Dạ im. Ướt nó không cháy nổi. Ủa sao liệu đem vô đó hả? Dạ, thôi bà vô. Bò sắc vậy. Sắc vậy dữ vậy. Nó cắn sỏ kìa. Ờ. Lăn lăn à. Dữ chứ. Cháy luôn cái cây của tao giờ. Mày đâu kiểu đó nó cháy ở trên không hả? Dưới nó không cháy đâu. Đâu phải đen thôi. Đâu phải trắng như gà Sơn Sài Gòn làm đó. Nghe vô cuộc cả nhà. Dạ. Nhiều lắm. Đó. Bỏ vô. Móc. Ngoài đây. Cho áp từ từ đi, giải trí mà. Chưa được ăn nữa cha. Để tao ăn nữa cha. Ngồi ngoài chơi đi. Ngồi để ngồi ăn với cái nhảy kia. Chơi cây trời trái được không? Chửi mẹ tao mày.
dứa gì làm vậy đăng liền chứ cho nóng rồi lấy gì lấy gãi thôi. Mời các bạn nhập tiệc với mình nha các bạn ơi. Đồ cảnh cảnh đâu cũng ngon. Rồi, quất đi, ngon không? Được đấy. Ngon, 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 ngon quá đi. Mà nóng vũ vũ đồ dữ à. Ớt hả? Được. Đấy, ăn bắn một tay. Rồi chứ. Đây làm thử miếng nha mấy bạn ơi. Miếng này thôi. Được rồi. Đúng là thịt bò. Hai cái miếng gắt chứ kìa. Có thịt bò có cát đúng là ngon thiệt. Bò cát. Bò có cát. Cắt không luôn. Chín này, chín này. Cắn tươi đừng. Gì? Ủa? Mày bay lóc gì hết hồn vậy? Để mày đây cho chấm gì rồi. Cài. Ai ăn vô tao xé nha. Hả? À. Rồi, làm miếng gà đây. Bò này để ngồi đi. Đòi chín. Chín tới rồi. Gà đó. Gà đã không? Nó làm vậy. Gà thiệt rồi. Gà ăn đã thiệt luôn. Ngon báo cho tao miếng gà tôi review cái này coi. Nó hơi mềm quá. Ừ, đúng rồi, hơi mềm, không được dai. Mềm gì chưa chín cái gà nó mềm. Mềm thiệt. Miếng nào chín rồi nha. Miếng nào chưa chín thì thôi khỏi. Cái dao là sao? Mé dưới á, ừ mé dưới không? Mé đó chín á. Chân kìa. Không có cái mé đen đen kìa. Ừ. Mé đen đen đó là chắc chín đó. Ừ, miếng thôi. Làm miếng thịt gà nha các bạn ơi. Này xé miếng bự cho bá nè. Cái dao qua đi. Thịt đá đâu? Tay nào sạch đây. Đã dơ mà hé rồi, thôi đâu cũng vô. Hẳn còn tay còn sạch bên kia gắn. Bóc cục đá dục dục đây ơi. Ngon này nó bóc một cái. Ngon thiệt. Ngon thiệt, miếng dai ăn ngỡ thiệt. Không. Thơm. Thơm. Thơm mùi hôi thối nha. Mùi đặc trưng. Rồi. Ăn vô ngồi lúc đó luôn. Ngon quá. Ăn vô ngồi lúc đó luôn. Lúc đó luôn. Ai Phong mà để cái gá này vô chính giữa Phong tôi để cục miếng gà lên coi cho nó nóng rồi. Ăn cho ngon. Ủa này đâu 4k đâu. Đâu 4k không? Thôi một không không được rồi ba. Đây. Cái này nóng rồi. Trời ơi. Vô. Nó nguội rồi. Cái này lẹ đi để nóng á. Nguội chứ. Nguội á. Nó nhạt vô. Vô à. Vô. Plem plem. Cũng người để cái này. Trời ơi ly dính sình. Cánh gà chín hết đâu có sống gì đâu. Ừ. Đúng rồi. Chín. Nó chỗ mới khu lẳng nó sâu đông quá hơi hồng hồng chút hơ rồi. Mày thích cây rồi mày ra để nhỏ xé. Nó dằn thùm lum lơ đi. Hấp dẫn thiệt ơi. Đấy, ăn gì ngon quá. Ngon. Ngon hơn gà lá chúc nhiều lắm luôn á. Kiểu này mình khẩu lãi nha anh em. Đấy con nhóc. Này ngon hơn gà lá chúc nhiều dữ ngần lắm. Nó chút mắc không? 200 mấy ngàn con. Má ăn mồi này đẹp mặn lắm. Ngày luôn á, chuyển chỗ ngủ không? Ừ. Ngày thì xuống thẳng ngủ luôn nè. Rồi hả? Ừ. Được không? Ừ. Được không? Được chứ không? Ngủ chỗ thi thì êm hơn á. Ừ. Thi nó lạnh ngon chết bà luôn. Đúng rồi, chỗ thi nó lạnh hơn. Mà sáng bay rồi nó tơi gắt thi. Ngủ ơi, ngủ nhà tao đây mới đi.
sáng mai mình làm gì làm nè, vô vậy. Bữa nay cũng gần thi đi thứ năm rồi, bắt đầu mê xuống nhà tao, bắt đầu ở đó đi rồi cái chiều đi luôn. Ủa, hết bò không anh? Ngày thứ mấy rồi? Thứ năm. Thứ sáu mày gắng thi không không? Là hết dạy luôn. Thứ bảy chủ nhiệm bữa chiều nữa, xong rồi chiều dọt về có Long Xuyên uống phê đây. Ừ, lên Hòa Bình, lên Hòa Bình uống phê. Thứ bảy vậy nha. Ừ, ra đi. Ừ, tôi đâu có sợ ai. Ừ, thi đi lên luôn không? Chơi luôn không? Coi rảnh lên chứ. Ừ, anh chạy hết chơi luôn đi. Ừ, luôn. Em biết nhiều lâu mới có gặp, mới nhiều khi gặp lần này thì mới mốt. Ừ, mà không về quê rồi là mình chán nhá. Không chán què. Cũng có đi tao đâu. Anh xa kìa. Tao thấy đó nghe, ăn ăn nha. Hết lấy thịt luôn rồi đó. Ngồi dưới luôn. Nè, bắt tao đi vài bây. Anh không ngon Mỹ hết mấy này.